lại một chút bạc không ơi đó. Gimmy.tv.com mình có rất nhiều chương trình ưu đãi sự kiện hot. Đầu tiên là khuyến mãi nạp thẻ lên tới 50%. Tiếp theo là nhận kim cương miễn phí không giới hạn cơ hội. Ngoài ra chỉ với 6 ngày mà con cứ gọi nhận 9.999 kim cương. Không những thế, sắp còn có sự kiện đua top đặt thẻ, nâng tỷ lệ trúng kim cương các vòng quay lên tới 70%. Bà con còn suy nghĩ gì mà không chỉ tập hợp sắp Gimmy.tv.com để trải nghiệm nào? Sao đây? Không biết bây giờ làm cách nào để cứu được Gimmy nữa. Gimmy biến mất rồi. Đúng rồi, bây giờ sao đây mọi người? Cái kia cũng là Gimmy á, nhưng mà nó không phải là Gimmy mà chúng ta biết. Trời ơi, Doraemon nữa là Doraemon. Mọi người ơi, tôi xin lỗi nè. Trời ơi, Doraemon. Tại sao nó ra nông nổi này luôn? Trời, lỗi tôi. Giờ suy nghĩ cách đưa Gimmy về đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ để tôi kiếm cách. À đúng rồi, tôi nhớ rồi, cái bóng đó rất là sợ mưa. Bây giờ mình chỉ cần cầu mưa cái là cái bóng nó sẽ xuất hiện ra. Cái lại gì vậy à? Doraemon, Gimmy thiệt đã biến mất. Nó trở thành người thiệt rồi, làm sao mà sử dụng bóng gì nữa. Bây giờ chúng ta không còn cách nào ngoài bắt nó lại và đem lại cái máy cũ tạo bóng đó thôi, để tạo ra lại Gimmy. Vậy giờ làm sao đây? Đi tìm cách nào để có thể bắt nó đi. Giờ đi kiếm cách đi mọi người. Chứ đứng đây khóc lóc cũng không được gì đâu. Đi nhanh lên. Trời ơi, cái con nhỏ Gimmy kia bây giờ đã tan biến thành một cái bóng rồi. Ai, đúng là ngu thiệt mà. Nghĩ sao đi mượn hình ảnh của mình mà còn đi làm những cái việc mà không biết đem trở lại. Bây giờ mình đã trở thành nó rồi. Còn cái làng này bây giờ có tìm mình thì cũng khó thôi. Tại vì đâu phải ai cũng tin con nhỏ đó đâu. Những người chưa biết bây giờ mình sẽ vô mình vũ họ đi chơi. Mình hiểu rõ được tính cách của bọn họ nữa nên rất là dễ. Trời ơi, nó tiệt đâu rồi? Tiệt luôn á. Hello, tôi chết rồi. Cái gì đó? Ông thua tôi, ông đừng có buồn. Trời ơi, không sao đâu, ông hiểu không? Chết luôn á chứ buồn. Mốt có gì tôi chỉ ông lại mấy phao còn nhỏ hơn tôi nữa đó. Ai vậy chị em? Coi coi coi. Coi coi. Này, Gimmy, bà có muốn vô cái hội phá đám của tôi không? Đúng rồi, chị vô vui lắm. Đương nhiên là muốn rồi, bây giờ thôi tụi mình sẽ đi phá, hiểu không? Được luôn hả? Quay hôm nay Gimmy. Nhưng mà làm gì ông cũng phải tin tôi nha. Nhưng mà bà phải chứng minh cho tôi để tôi tin bà mới được chứ. Ok, bây giờ qua kế bên nhà hai chị Lưu phá nhà của con Abby luôn. Rồi, bây giờ tụi mình phá nhà của đây. Đây, trời ơi, bây giờ Gimmy chăm đi. Đúng rồi. Trời ơi. Đây nè chị Nam ơi. Ôi tôi bay bắt. Chị mới giỡn. Ai cũng giỡn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai cho bắt vậy? Dạ bắt vậy. Ai bắt vậy? Hả? Đó là Gimmy. Đó không phải là Gimmy thiệt. Đó là cái bóng của Gimmy. Nó chiếm Gimmy rồi. Mày nghĩ sao Gimmy? Gimmy dễ dàng gì mà về tim tụi mày được. Đó không phải là Gimmy. Nói chung là dài dòng lắm. Bây giờ đi bắt lại Gimmy nó đi. Nhanh lên. Trời ơi, bọn này nó đuổi dai ghê hết. Là mình chạy kịp. Bây giờ mình sẽ dụ thành viên khác thôi. Có nhà không? Gimmy, bà tới đây làm gì nữa? Ok. Muốn cái gì, muốn cái gì? Nói dạo này cô gà hay cho lắm lắm đúng không? Đúng rồi, nó làm nổ nhà tôi 2-3 lần luôn rồi. Tụi nó còn nói xấu ông đào gùi đủ điều luôn á. Xác nó nói là nó ông khó ưa. Rồi, ông còn cãi chớ cô láo nữa đó. Nghe mà tôi tức thay ông luôn á. Rồi, trung tim của tôi luôn rồi. Thiệt tình chứ bạn bè gì đâu, kỳ quá. Bởi vậy ông phải tin tôi, ông phải chơi với tôi, ông hiểu không? Đừng có chơi với cái quỷ tu gà đó nữa. Trời ơi, bây giờ mọi người trong làng đều giống như bị khùng vậy ông. Có ngày cứ chạy đi bắt tôi, ông thấy kỳ cục không? Ý bà là sao, đi bắt bà là sao? Tôi cũng không biết nữa, trời ơi, chị Duyên á. Tôi vậy nha, mà đi bắt tôi cũng không hiểu luôn. Thôi, thiệt chứ bà thằng bà con gái mà. Có đúng sợ rồi. Đáng sợ gì đâu. Thôi, rồi. Tôi với ông đi chơi không? Ok, đi chơi. Đi qua rồi. Tôi với ông sẽ tô gà lấy dao, chém nó luôn. Ý hay đó. Rồi, ok, đi nào. Tô gà ơi, tô gà à. Dạ, chào dạ mọi người qua chơi hả? Chào mọi nha. Ôi, mình chơi một trò rất là vui đó kìa. Trời ơi, mọi người sắp đi đánh rồng mà sao? Ủa, sao tụi tôi đi đánh rồng mà tụi tôi không đánh rồng mà tụi tôi sẽ đi tiêu diệt một con gà. Ui, con gà ác quỷ là gì? Ôi ơi, cái gì vậy? Sao đánh tôi? Ôi trời ơi, chơi trò này vui lắm kìa. Đây nào, đừng chơi lại đứa chơi nữa đây. Chết đó. Gì biết sao mọi người đánh tôi, sao mọi người tôi đâu làm gì đâu. Ê, nhanh lên nào. Nhanh lên. Đây tôi đứng yên ở đây, nhưng mà sao mọi người đánh tôi gì? À gì tôi thích. Giết đi tất cả. Rồi. Yeah, bùm. Sao hôm nay thấy là lạ vậy ta? Ủa, ông thấy lạ gì? Cái gì đâu mà không lạ? Biết nữa. Trời ơi, tôi thấy tụi mình ông mà. Trời ơi, ông còn thấy lạ gì nữa đúng không? Quá là rõ ràng, đơn giản thôi. Thôi, tụi mình đi chơi tiếp đi. Chắc trí tưởng tượng của tôi nha. Tất nhiên rồi. Ok, đi đâu, đi chơi nữa. Đi đâu nè. Đi. Mọi người. Phiền. Đó là Gimmy giả, không phải Gimmy thiệt đâu. Đúng rồi. Làm gì vậy? Bắt Gimmy là ai? Đâu phải bắt. Đừng có tìm đồ rồi. Chắc mấy ông bị gì rồi? Gimmy thiệt đã bị biến mất rồi. Bắt nó Doraemon. Bắt được rồi. Mấy ông ra cứu mình rồi. Đó không phải là Gimmy thiệt.
Đúng như vậy. Đó không phải là Jimmy thiệt đâu. Nói chung chúng tôi cần bắt Jimmy đó để đưa Jimmy thiệt trở lại, hiểu chưa? Đúng vậy. Chỉ là cái bóng của Jimmy thôi. Đầu đầu. Ê, đi, 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 nhanh lên Doraemon. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đây cái máy ở đây này Doraemon, bây giờ quăng nó vô cái này. Được rồi, để tôi thả vô cho. Bây giờ kích hoạt đi Doraemon. Nhốt nó lại các bạn. Kích hoạt cho hư là đồ ăn độc. Lại đây một xíu. Ôi sao qua luôn rồi. Jimmy thiệt đây đúng không? Mọi người ơi, đưa Jimmy thiệt ra rồi. Ôi, con Jimmy giả trong đó kìa. Bắt nó ra đi mọi người. Cuối cùng tôi cũng trả lại đời mấy bạn ơi, mình sợ lắm luôn á. Nó hết chết luôn rồi. Bây giờ phải làm sao để nó không bắt bà vô trong đó lại nữa Jimmy? Bây giờ mình tôi nghĩ là mình phải đợi cho hết thời gian mình câu giờ cho cái bóng này nó tan biến như là giống như cũ vậy. Bây giờ tụi mình chia phe ra để một bên là cầm chân con chó, một bên là tụi mình bảo vệ cho Jimmy. Ok. Đúng rồi. Ok. Doraemon với Toga sẽ giữ Jimmy đó nha. Ok, để tôi tôi có thể lo được. Ba tụi mình dẫn Jimmy đi chỗ khác thôi, nhanh lên nhanh lên. Đi. Ở đây rồi. Ở đây kìa. Bắt nó lại, bắt nó lại. Thôi chết rồi. Nó chạy tới nè. Chạy tới. Đi Để tôi. Lẹ lên tôi nè. Ơi, để tôi. Làm đi bây giờ tôi sẽ dùng thủ công luôn. Thủ khốn này. Đã này. Ôi, đây Jimmy thiệt đó, cái đó chỉ là giả thôi. Thôi, không có giờ tin. Nói nhiều quá. Chính tiền ơi mà Jimmy, đánh thành ra nông nổi như thế này đó. Chúng mày tính gì đó Mon hả? À, đúng rồi, tính ra tại Doraemon cái. Nó đi hướng này nè, nó đi hướng này nè. Đúng một phần như tôi, còn bây giờ thì tôi sẽ đền ơn cho Jimmy bằng cách là phải cho Jimmy giả. Trở về như đi. Mọi người ở dưới đang làm kìa. Không biết có được không nữa. Ôi, nó ra kìa. Đừng cho nó trốn. Ok, đứng lại. Chết rồi, bây giờ tôi đứng ở đây. Tôi đứng ở đây mọi người ơi, bây giờ nó giết tôi là toàn á. Thôi bây giờ về bảo vệ Jimmy luôn đi, bảo vệ Jimmy. Nhưng mà mọi người đi đó. Trời ơi, Jimmy đang gặp nguy hiểm. Bây giờ á, nếu mà Jimmy bị Jimmy giả giết là giết chết tiệt luôn á. Thôi mọi người đi, nhốt lại đi. Cái gì nhốt tôi lại đi cho nó đừng vô được. Với lại cho Jimmy một cái code bí mật gì lỡ mình bị nhầm sao lỡ nó giả dạng Jimmy. Đúng rồi, có cái gì phải cho làm Jimmy thiệt đi. Bây giờ có cái code gì đó là hi ha đẹp trai. Thôi code gì nữa, nó chỉ cần giết Jimmy là xong mà. Ok. Nghe xong rồi hay bây giờ vậy nè. Lúc mà tôi hỏi Jimmy có phải là Jimmy giả không thì Jimmy nói là tôi là giả thì đó là sẽ đánh lừa được, hiểu chưa? Rồi khắc nổ quá vậy. Nếu không được đâu, bây giờ mà Jimmy bị giết là coi như chúng ta phải làm lại từ đầu, phải bắt lại con đó đó. Ừ, mất công lắm. Thì chỉ còn cách là bảo vệ Jimmy bây giờ thôi. Cố gắng bảo vệ. Ôi, 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 đừng hòng vô đây, Lẹ. Mọi người, nhanh lên, tôi đang cầm chân, mọi người chạy nhanh đi. Em đi Jimmy, đừng. Ôi, nó dùng ngọc Ender kìa. Mày. Trời ơi, tôi làm đường này rồi. Đi ra. Tôi gạt kính lắm. Thế này Jimmy. Chui. Chui qua. Lên, không biết đâu. Chạy nhanh lên. Đi nhanh lên, mọi người ơi, sợ quá à. Mọi người đứng lại. Ơi, sao rồi? Sao vậy? Tôi vô được rồi, nó vô được nhà rồi. Tôi chạy ra rồi. Nhanh lên. Ok, chạy càng xa càng tốt đi. Nó tiểu đuổi theo kia. Ôi, nó có ngọc ở đâu kìa. Đứng lại. Lên. Đứng lại. Sợ quá. Lên. Này nè Jimmy. Lên đây. Nó có làm hại gì mọi người chứ vậy? Lên trên đây. Núp đi. Để tôi đi đánh lừa nha. Jimmy dạ. Jimmy. Đừng đánh lừa. Lại đó. Chạy hướng này nè. Ôi đừng. Jimmy chạy hướng này nè mọi người. Ôi đừng. Jimmy bắt lại đi. Ôi sao nói chị chí vậy đó. Trời ơi, chạy đi nhanh đi nha ơi. Rồi tôi đang chạy nhanh nè. Thôi quá mấy bạn ơi. Cuối cùng thì con Jimmy. Dạ. Giả tạo của mình nó đã chạy xa rồi, nó không biết vị trí của mình hơn đó mọi người ơi. Mình sẽ đứng mình nấp ở dưới đây mới được. Ôi trời ơi, Jimmy đâu rồi ta? Mắt mày mắc thiệt luôn. Trời bọn cốt người đã bị lừa chạy kìa. Nó lại ơi, nó quăng ngọc nó biến mất kìa. Ôi đừng nó biến mất tiêu rồi.
Tôi giấu Yumi đằng kia rồi. Quạch lại chỗ Yumi đi. Không biết mọi người dụ nó được tới đâu rồi, mình sợ ghê á mấy bạn ơi. Ôi hả, mày bây giờ phải chết Yumi à? Mọi người ơi, cứu tôi với Yumi. Ơi Yumi, nó bắt được Yumi rồi kìa. Yumi rồi kìa. Yumi cầm kiếm là giả. Ôi phải không, phải không? Ôi đúng rồi, đúng rồi. Yumi nào? Đây là Yumi giả. Nó trốn rồi, nó trốn mất rồi. Trốn tụi tôi. Yêu rồi. Yumi rồi. Đây nè, Yumi. Ủa ai là giả, ai là thật vậy? Yumi đây nè. Đây là Yumi thiệt, đây là Yumi thiệt. Ê nó bị mờ kìa mọi người. Ôi nó mờ thiệt kìa. Đây là mối thật giả rồi. Bây giờ mày. Mọi người giúp tôi đi, Yumi đó là giả. Ok Yumi, Yumi hãy đứng sau tôi. Rồi xong, Yumi này là ngàn nghìn luôn rồi. Nhớ đời chưa? Đó, đó là mờ hơn nó kìa. Ê nó mờ hơn rồi. Ôi nó sắp tan biến rồi. À, nó biến mất luôn rồi kìa. Yes. Thành công rồi. Đẹp quá rồi. Thành công rồi, Yumi, Yumi đã an toàn rồi. Thôi quá, cuối cùng mình đã được sống sót rồi mọi người ơi. Mình sợ lắm luôn rồi đó. Doraemon ơi, là Doraemon ơi. À, tớ xin lỗi Yumi nha. Trời gì tớ mà đi chơi với Mi mà quên không cả. Trời ơi, đúng là Mi gái. Mi gái này. Thôi lần sau rút kinh nghiệm. Đúng rồi, rút kinh nghiệm đi. Đúng rồi, tôi chết luôn ở đâu em mà thấy chưa. Thứ lần sau tôi đi chơi với Mi. À lộn, lần sau sẽ ở chung với Mi nhiều hơn. Trời ơi, sợ thiệt chứ, thôi đi về. Thôi, về làm mọi người. Tự nhiên bị như vậy là sợ thiệt sự luôn á. Ừ, đi về thôi mọi người. Thôi đi về. Sao về cũng an toàn rồi, sợ gì nữa. Cắt cái máy vô đi, Doraemon. Ờ, đúng rồi, bảo bối gì mà nguy hiểm quá à. Ok, tôi gái rồi nha, Doraemon. Trả lại đi, trả về tương lai đi Doraemon ơi. Trả cái máy đó về đi Doraemon ơi, chứ tớ sợ lắm rồi đó. Cái máy đó về, không được xài cái máy đó nữa. Trời ơi các bạn ơi, sợ thiệt sự luôn. Các bạn mà vô trường hợp của mình chắc mấy bạn cũng sợ lắm luôn á. Ây da, tạm biệt cổ máy. Ủa đập luôn rồi. Trời ơi, Doraemon đập bể luôn chứ. Đập tụ luôn. Cổ máy cho nó dễ thiệt luôn á. Máy giỡn. Ờ, vậy là không ai là giả nữa rồi. Sao mày ngờ đúng rồi. Trời ơi. Hả, mày chỉ giống thiệt giả vậy? Ê, trước khi đó mình hỏi lại cái code hồi nãy coi. Hỏi đi. Có gì đó, con kia nó biến mất trước mặt mình mà mày. Có phải là Yumi thiệt không? Thiệt. What? Ôi trời. Giỡn thôi, được cha, tôi là Yumi thiệt đó. Ê, Yumi quay lại hả chị Vân? Đúng rồi em. Yumi giả. Cái đó là Yumi giả đúng không? Đúng vậy. Thiệt trời. Mà hồi nãy nó có làm gì sai với mọi người không Zack? Không, thật ra nó khá là tốt. Thiệt. Nó không làm gì tôi nữa. Nó phụ tôi, nó phụ tôi chơi này. Ủa okay. Sao vậy? Nó đắp mặt nạ với tôi như đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Trời ơi. Thiệt mà nó chơi được. Thiệt mà nó qua đắp mặt nạ nói chuyện như đúng rồi luôn. Trời ơi, lo lắng sợ luôn. Ai về nhà nấy Doraemon ơi. Tôi Doraemon về đây, đây. Tạm biệt nha. Thôi về đây. Thôi. Chán thiệt chứ. Không hiểu luôn á. Sợ thiệt chứ. Tại ông hết đây à. Tại bà á, bà ai mượn mà chơi. Đâu có ông thông đâu. Ê quay. Ê Yumi giả, Yumi giả. Yumi giả, Yumi thiệt. Giả hả? Yumi thiệt. À vậy này, này là thằng Hia giả đúng không? Trời ơi anh em ơi, báo động rồi. Nhìn nè, coi thiệt hay giả. À mày định làm cái gì hả? Mày định trả thành tổng thống hay sao mà được? Trời ơi, này là thiệt chứ không phải giả đâu. Ê ê quay. Mày quay hả? Sai. Trời ơi là trời, lúc người vậy ta bị là tôi đã biết rồi. Không xuất hiện ở đâu, bây giờ canh người ta trở lại mà giờ lại trở lại. Trời ơi, vậy mà nãy giờ vậy. Hả? Rồi. Trời ơi, giỏi tổng thống với tụi nó luôn rồi. Trời ơi. Cá bò vậy. Thôi bây giờ nhà ngủ mấy bạn ơi. Sợ quá rồi. Mạo quá vậy.